Người phụ nữ này gương mặt xinh đẹp, thân hình mảnh khảnh, không ngờ còn trẻ mà đã gặp bất hạnh. Không lâu trước đó chồng của cô bị phân xác vứt ở xưởng than. Năm 1999, trên băng truyền trong mỏ than ở Cáp Nhĩ Tân đã phát hiện một bàn tay người trong bao ni lông. Sau đó mỏ than tạm dừng hoạt động. Đội trưởng đội hình cảnh Trương Tự Lực vừa mới ly hôn với vợ, nên khi đến hiện trường trong lòng có chút chán chường. Vương Giang tìm thấy chiếc áo có vết máu và chứng minh nhân dân thì điều tra ra được người chết là Lương Chí Quân, là nhân viên cân xe tải. Vợ anh ta là Ngô Chí Trinh, làm việc ở một tiệm giặt ủi, cũng là người phụ nữ đang ôm mặt khóc. Sau đó cô đem cho cốt của chồng chôn ở gốc cây. Thông qua điều tra, ngoại trừ xưởng than này ra, còn phát hiện nhiều bộ phận thi thể ở các xưởng than khác. Trong thời gian ngắn đã phát hiện ra nhiều bộ phận thi thể người rải rác khắp tỉnh. Tổ điều tra của Trương Tự Lực nhanh chóng xác định hai kẻ khả nghi. Họ là tài xế chở than, thời gian trước đã vận chuyển than đi nhiều nơi trong tỉnh. Dạo gần đây đột nhiên nghỉ việc, rất là khác thường. Kết quả là trong lần truy bắt này đã xảy ra sơ sót nghiêm trọng. Tiếng súng. Có 4 người chết bao gồm kẻ khả nghi và cảnh sát. Trương Tự Lực là đội trưởng thì không thể thoát khỏi trách nhiệm. Sau đó anh bị cách chức nên đi làm bảo vệ. Anh suốt ngày chán nản, tinh thần sa sút. Thời gian thấm thoát đã 5 năm trôi qua. Trương Tự Lực say khướt nằm gục bên đường. Chiếc xe máy của anh bị kẻ trộm ta lấy đi một cách dễ dàng. Vương Tự Lực trong 5 năm nay sống vô cùng bệ rạc. Cho đến một hôm từ chỗ Vương Giang biết được, gần đây là xuất hiện những bộ phận thi thể của hai người. Họ đều có quan hệ tình cảm với Ngô Chí Trinh. Thế nên cảnh sát đang theo dõi người phụ nữ này. Vụ án 5 năm trước đã hủy đi cuộc đời Trương Tự Lực. Cho dù có thể trở lại đội hình sự hay không, anh muốn điều tra rõ vụ án này. Thế là cuộc đời của Trương Tự Lực lại đã có mục tiêu mới. Anh giả vờ đến tiệm giặt ủi để giặt đồ, sau đó cố ý cắn đứt cúc áo rồi trở lại tiệm nhờ đơm cúc. Và từ chỗ ông chủ tiệm giặt ủi điều tra về chuyện của Ngô Chí Trinh. Ông chủ nói, năm 1999 tiệm giặt ủi này vừa mới mở, Ngô Chí Trinh đã làm hư chiếc áo da đắt tiền của một người khách. Ông ta cứ bắt cô ấy phải bồi thường 28.000 tệ. Sau khi ông ta làm loạn cả một tuần thì đột nhiên biến mất. Thời gian đó chồng của Ngô Chí Trinh cũng xảy ra chuyện. Khi đang nói đến đoạn đó thì cô ta ở trong phòng bước ra ngoài và lén đưa cho Trương Tự Lực một mảnh giấy. Trên đó viết là đừng có theo dõi tôi nữa. Nhưng Trương Tự Lực đâu dễ dàng gì bỏ cuộc. Sau mấy lần theo dõi và giúp đỡ cô, anh ta cũng được cô tin tưởng. Một hôm anh hẹn cô đi trượt băng. Chúng ta cùng đi trượt băng nhé. Sao cơ? Đi trượt băng? Hai người đến chỗ trượt băng. Ngô Chí Trinh cứ trượt mãi, rồi kéo Trương Tự Lực đến một nơi rất là vắng vẻ. Anh ta cũng không quan tâm là mình có thể bị nguy hiểm, còn bạo gan ôm Ngô Chí Trinh ngã xuống đất, sau đó còn hôn cô. Nhưng cô ấy cũng không hề chống cự. Lúc đó người quản lý đến phá vỡ bầu không khí, bảo hai người trả lại giày trượt. Sau đó hai người còn đi xem phim. Ở phía sau có một chiếc xe hàng cứ bám theo. Trên người tài xế còn mang giày trượt băng. Rõ ràng hắn ta vừa mới mai phục ở sân trượt băng chờ cơ hội ra tay. Nhưng sau hắn ta có một chiếc xe bám đuôi. Đó chính là xe của Vương Giang. Anh ta và Trương Tự Lực đã bày ra một cái bẫy. Họ đi vào rạp chiếu phim. Vương Giang thì bám theo tài xế đang cầm đôi giày trượt. Trong hẻm nhỏ anh ta gọi hắn lại. Không ngờ hắn ta quay người lại dùng giày trượt băng chém chết anh. Sau khi Vương Giang mất tích, Trương Tự Lực ở trong xe anh ta phát hiện ra một mảnh giấy có ghi biển số xe là KF295. Anh lần theo manh mối tìm ra một chiếc xe buýt. Sau khi lên xe, Trương Tự Lực phát hiện ra có người theo dõi mình. Thế là anh liền xuống xe đi vào một quán bar và cắt đuôi được hắn ta. Sau đó anh theo dõi ngược lại hắn. Lúc này anh mới phát hiện chiếc xe mình cần tìm là KE295. Đây là một chiếc xe chở nước đá. Trương Tự Lực đi theo chiếc xe đó đến một chiếc cầu trên đường sắt. Thấy anh ta khiêng một cái bao tải đi lên trên cầu. Sau đó ném từng mảnh thi thể xuống xe chở than ở dưới. Anh biết rằng thi thể đang bị ném đi chính là của Vương Giang. Anh cuối cùng đã hiểu ra. Nhưng mảnh thi thể 5 năm trước, làm sao trong thời gian ngắn có thể giải khắp toàn tỉnh? Vì để xác thực sự suy đoán của mình, anh theo đuôi kẻ ném xác đến sân trượt băng và nhờ loa phát thanh ở sân trượt băng gọi tên tìm Lương Chí Quân. Quả nhiên kẻ ném xác nhanh chóng chạy khỏi sân trượt. Lúc này Trương Tự Lực xác định kẻ tình nghi là Lương Chí Quân, người chồng 5 năm trước đã chết của Ngô Chí Trinh. Anh lập tức đem kết quả điều tra của mình nói với đội trưởng Lưu. Cảnh sát nhanh chóng tìm Ngô Chí Trinh. Trong xe cảnh sát, Trương Tự Lực nói cho cô biết mọi chuyện. Năm 1999, khi xe chở than từng chiếc đi qua cầu cân xe. Cầu cân là nơi tập trung xe chở than. Nhân viên ở đó sẽ có cơ hội ném các bộ phận thi thể vào trong xe và đưa đi khắp các nơi trong tỉnh. Và Lương Chí Quân là một nhân viên cân. Ngô Chí Trinh cũng thừa nhận chồng cô Lương Chí Quân vào năm 1999 trong một lần bị cướp đã vô tình giết người. Sau đó anh ta nghĩ ra cách lấy xác người đó giả là mình chết, sợ sự việc bị bại lộ. Trong 5 năm qua anh ta đều giám sát cuộc sống của cô. Ngô Chí Trinh đồng ý phối hợp với cảnh sát bắt Lương Chí Quân. Thực ra Lương Chí Quân rất là yêu vợ nhưng bị cô xa lánh. Những hành động thân mật đều bị cô từ chối. Tuy rằng hắn ra tay độc ác, nhưng cũng coi là một người si tình. Và như thế Ngô Chí Trinh từng bước dụ anh ta đi vào vòng vây của cảnh sát. Và trong lúc chạy trốn anh ta đã bị bắt. Vụ án phân xác cuối cùng đã được phá. Kẻ giết người đã bị xa lưới pháp luật. Thù của Vương Giang cũng đã trả được. Nhưng có một vấn đề nữa.
là nếu Lương Chí Quân chưa chết, vậy cho cốt năm xưa Ngô Chí Trinh chôn ở gốc cây là của ai cơ chứ? Cảnh sát đến hỏi cho cốt, Ngô Chí Trinh nói là giải xuống sông rồi. Nhưng Trương Tự Lực biết năm xưa rõ ràng cô ta đem cho cốt chôn dưới gốc cây ở cửa tiệm giặt ủi. Cô ta vì sao phải nói dối? Anh cảm thấy trong chuyện này còn có ẩn tình. Thế là anh tiếp tục điều tra. Thông qua chiếc áo da năm xưa bị giặt hư, anh tìm được một vũ trường có tên là Bạch Nhật Diễm Hòa. Chiếc áo da này là của chồng bà chủ vũ trường này để lại. Bà ta kể lại rằng mùa hè năm 1999, có một cô gái xinh đẹp đến tìm chồng bà. Sau đó chồng bà biến mất tăm mất tích như một làn khói. Có lẽ hai người họ đã bỏ trốn. Nghe thấy điều này, Trương Tự Lực đã đoán được câu chuyện. Tối hôm đó anh hẹn Ngô Chí Trinh ra ngoài gặp mặt. Họ ngồi trên vòng xoay mặt trời. Trương Tự Lực chỉ vào vũ trường Bạch Nhật Diễm Hòa ở đằng xa. Ngô Chí Trinh nhanh chóng hiểu ra. Cô ta bỗng nhiên ngã vào lòng Trương Tự Lực, muốn dùng sắc đẹp dụ dỗ anh ta. Trương Tự Lực miệng thì từ chối nhưng cơ thể lại rất thành thực. Hôm sau hai người cùng nhau ăn bữa sáng, mối quan hệ xem ra đã thân mật hơn nhiều. Ngô Chí Trinh lợi dụng Trương Tự Lực để giải quyết chồng của mình, bây giờ lại chinh phục được anh ta. Cô ta tưởng rằng tất cả đã kết thúc, thậm chí còn dặm thêm son môi. Nhưng Trương Tự Lực vẫn tố cáo cô cho cảnh sát, bởi vì anh ta muốn trở về đội hình sự. Sau khi bước ra quán ăn, cảnh sát đã chờ sẵn ở bên ngoài. Trên xe nhân chứng vật chứng đều có đủ. Ngô Chí Trinh cũng không phủ nhận, chủ nhân của chiếc áo da là ông chủ của Bạch Nhật Diễm Hòa. Tôi không đền nổi áo cho ông ta, ông ta bảo tôi cùng ông ta đến nhà nghỉ. Cô chém ông ta ra sao? Chém mấy nhát? Tôi không nhớ rõ. Lương Chí Quân có tham gia không? Không có, anh ấy bằng lòng hy sinh tất cả vì tôi. Là tôi phản bội anh ấy. Tất cả mọi chuyện đã rõ. Đội hình sự đến nhà hàng mở tiệc ăn mừng. Tuy cả hai vụ án đều do Trương Tự Lực phá được, nhưng trên bàn tiệc vẫn không quên nói nhờ có đội trưởng Lưu, còn nói sau này sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc. Ngô Chí Trinh phản bội chồng để thoát tội, Trương Tự Lực cũng bán đứng người tình để khôi phục chức vị. Đương nhiên trong lòng anh cũng rất đau đớn. Trương Tự Lực một mình đến sàn nhảy nhảy loạn xạ, trong mắt những người khác thì như là một kẻ điên. Nhưng anh không biết làm gì để giải tỏa nỗi buồn. Nói anh hoàn toàn không động lòng với Ngô Chí Trinh là không đúng. Sau đó cảnh sát dẫn Ngô Chí Trinh đến hiện trường gây ra năm xưa. Cô kể lại quá trình gây án một cách rõ ràng. Sau khi xác nhận xong hiện trường gây án, Ngô Chí Trinh được dẫn về đồn. Trước khi đi trong ngày đông rét buốt, trên bầu trời lại nổ ra từng chùm pháo hoa không hề rực rỡ. Ngô Chí Trinh ngước lên trời ngắm nhìn vẻ đẹp trong thoáng chốc. Bộ phim hôm nay đến đây là hết rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ những video review phim của Review Chất. Và để tiếp tục ủng hộ chúng mình, đừng quên nhấn nút like, share cũng như là để lại comment xuống phía bên dưới để cho chúng mình biết về bất cứ bộ phim nào mà các bạn yêu thích nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.